Calibo, Calibo, một chiếc xe quốc dân và cực kỳ êm ái, bán chạy nhất trong dòng MPV tại Việt Nam. Và khi chiếc xe này được mọi người nhận xét là êm ái và thật là sướng cái lỗ tai về độ ổn, nhưng mà chúng ta sẽ có nhiều cách khác để làm chiếc xe hoàn hảo hơn, tốt hơn. Và các bạn hãy nhìn đây. Đây là một chiếc xe mới cứng vừa được đưa về xưởng. Nhưng việc ổn vẫn có và giảm xóc vẫn đang chưa được tuyệt đối hóa. Rất nhiều nơi phải làm những cái chêm kích để cho độ cao cao hơn và làm độ êm hơn. Nhưng việc đó chỉ là một việc làm người ta gọi mang tính chất là đối phó. Còn đây là bộ phuộc thêu đến từ Nhật Bản. Khi lắp bộ phuộc này vào thì chúng ta sẽ được tăng chiều cao sáng gầm của xe, làm cho xe êm hơn và điều chỉnh hiệu ứng được cao thấp cũng như là độ êm của bộ phuộc theo ý muốn của mình. Và các bạn có thể nhìn đấy ạ. Trên bộ phuộc này rất đặc biệt ở cái việc là chúng ta đã có thể chỉnh ngay bằng tay. Trước khi bạn đi đâu bạn muốn độ êm hay là muốn độ nhún nhảy nó làm sao thì bạn chỉ cần xoay nhẹ vào nút này. Cũng như ở đây chúng ta có thể xoay để làm cho giảm xóc có những chế độ mà đi hài hòa, hợp lý nhất với những cung đường mà bạn đã lựa chọn. Đó là một điều đặc biệt của bộ giảm xóc thêu này. Chúng ta chỉ cần một cái thao tác nhỏ nhỏ thôi là chiếc phuộc sẽ làm theo ý muốn của mình. Và quan trọng nhất là khi chiều dài lớn hơn của chiếc phuộc thì sẽ làm cho chiếc xe được sự êm ái qua những cái sóc gồ ghề và những cái giảm chấn, làm cho xe đi bồng bềnh, êm du như Lissett 570. Và các bạn hãy theo chân tôi để nhìn thấy quá trình lắp đặt một bộ phuộc nó phức tạp như nào. Và sau khi làm chúng tôi đều cân bằng động cũng như lấy lại thước lái cho chiếc xe nó làm nó an toàn hơn và chạy êm ái hơn. Và toàn bộ ở đây hôm nay chúng tôi có 3 chiếc làm chiếc phuộc, đó là chiếc này và chiếc ở trong kia, các bạn có thể nhìn thấy. Và kết quả thì các bạn hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm, luôn luôn có xe sẵn để cho các bạn trải nghiệm thử chiếc xe zin và xe đã làm phuộc rồi nó êm ái và dịu dàng như thế nào. Và bây giờ mời các bạn xem clip của chúng tôi. What did you leave? What did I do?